đấy, cơ bản cái chính là còn cái mặt là nó phải theo nó rồi. Đấy, trên hình ảnh quý vị đây là Bắc Nguyệt đây và anh Định đây ở Đồng Lạc, xã Yên Lập đây. Và Bắc Nguyệt cái là cũng là thợ mộc rồi, đã có tuổi nghề tới 40 năm rồi, và rất tin tưởng ra cơ sở nuôi để ký duyệt đồ gỗ cho anh Định là em hay cháu nhỉ? Em thôi Nguyệt ra để xem ký duyệt cho anh Định là em mọi người. Vâng, để một chiếc sập thờ chất liệu gỗ hương đỏ này, đục mẫu mai đẻo này, hàng mới về siêu vip luôn đó. Đỉnh cao luôn đấy, đó. Chất lượng này cũng rơi trông rất là từng thỏ đúng không? Đấy, làm tiếp bộ này nó đi ngoài để bên ngoài. Thôi dân gian sắm ra nằm. Còn thế cảm ơn Bác Nguyệt và Bác Định nhá, còn đã tin tưởng mình tại cơ sở đồ gỗ Tùng Tám em để sắm đồ nhá. Và xin hai bác mạnh khỏe nhá, trước khi về làm ăn phát đạt nhá. Và xin chân để cảm ơn.